Back to School cùng Hoàng Hà Mobile giảm thêm 5% khi mua các sản phẩm công nghệ, mua càng nhiều giá càng rẻ. Đặc biệt vào mỗi thứ hai, tham gia Monday Fun Day để hưởng ưu đãi giảm sâu lên tới 50%. Nhanh tay quét ngay mã QR để biết thêm chi tiết nhé các bạn học sinh. Chào các bạn, Israel đã tạo ra một sự kiện chấn động, thu hút sự chú ý của cả thế giới đổ dồn về Trung Đông. Không chỉ là tò mò xem chuyện gì đang xảy ra nữa, mà giờ đây cả thế giới bắt đầu lo lắng về một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông và xa hơn nữa, có thể là thế chiến thứ 3. Tất nhiên là không dễ gì mà bùng nổ một cuộc chiến toàn cầu, nhưng mà những dấu hiệu gần đây ngày càng cho thấy chúng ta nên cảnh giác và chuẩn bị tinh thần, không ai có thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Như các bạn thấy là khoảng nửa tháng trở lại đây, ở Trung Đông đã rất nóng. Nếu không tính sự kiện Israel bị Hamas tấn công vào tháng 10 năm ngoái khiến cả thế giới sửng sốt, thì sự kiện gây lo lắng tiếp theo là cuối tháng 4, Israel tấn công bất ngờ vào Syria khiến hai tướng cấp cao của Iran thiệt mạng. Và đúng như phân tích của các chuyên gia mà Kiến Thức Thú Vị đã chia sẻ trong một video lúc đó, thì cả Iran và Israel đều không muốn bùng nổ chiến tranh. Thế nên mặc dù tướng của mình bị sát hại thì Iran không thể không làm gì, như thế sẽ khiến toàn thế giới cười chê và xem thường. Nhưng mà Iran cũng vì không muốn chiến tranh toàn diện nên Iran đã tuyên bố trả thù, rồi họ phóng một số máy bay không người lái và tên lửa trả thù Israel. Sau đó Israel cũng bắn lại vài quả tên lửa để đáp trả Iran, rồi thôi, mọi chuyện kết thúc. Thế nhưng mà gần đây mọi chuyện lại bắt đầu xảy ra và ngoài tầm kiểm soát. Trước hết là cách đây nửa tháng, Houthi đã bất ngờ tấn công vào Israel. Đây là lần đầu tiên mà Houthi tấn công Israel, đưa xung đột lên mức báo động mới. Mặc dù trước đây thì Houthi luôn tuyên bố sẽ ủng hộ Hamas đến cùng và họ cũng chẳng nề nang những đồng minh là siêu cường như là Mỹ, tàu sân bay của Mỹ họ cũng bắn. Điều đó đã khiến Israel tức giận và tuyên bố sẽ cho Houthi một bài học nhớ đời. Nhưng khi họ chưa kịp làm thì Israel lại tiếp tục bị tấn công ở một địa điểm dân sự, đó là một sân bóng, khiến nhiều thiếu niên thiệt mạng. Điều đó đã khiến ông thủ tướng Israel phải bỏ ngang cuộc họp khẩn cấp với Tổng thống Mỹ để bay về nước chỉ đạo phương án trả thù. Vụ này thì được cho là do Hezbollah gây ra, dù tổ chức này phủ nhận từ chối trách nhiệm, nhưng mà cả Mỹ và Israel thì đều nói rằng có đủ căn cứ để khẳng định Hezbollah đã làm việc đó. Thế rồi Israel tuyên bố sẽ lên kế hoạch trả thù toàn diện bằng một cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có vào Liban, nơi mà Hezbollah đóng quân. Trước khi kế hoạch tấn công chính thức được thực hiện thì Israel cũng đã tổ chức liên tục nhiều cuộc tấn công nhỏ với máy bay và tên lửa vào rất nhiều mục tiêu quân sự của Hezbollah. Và khi người ta đang chờ xem cuộc tấn công lớn chưa từng có mà Israel tuyên bố có thể gây ra chiến tranh toàn diện tại Trung Đông, thì lại thêm một sự kiện chấn động nữa. Đó là Israel đã bị cáo buộc tiêu diệt thủ lĩnh của Hamas là ông Ismail Haniyeh. Và đặc biệt là ông này bị tiêu diệt ngay tại Iran, câu chuyện giờ đã phức tạp hơn rất nhiều. Chúng ta cần lưu ý là Israel bị Iran cáo buộc là sát hại ông Ismail. Tuy nhiên, Israel chưa lên tiếng, nghĩa là họ chưa nhận, nhưng họ cũng không phản đối cáo buộc đó. Vậy nên khả năng tầm 90% là đúng do Israel đã làm. Và có một điều còn khó đỡ hơn nữa là với cái làm của Israel, đó là thay vì tuyên bố họ có tấn công ông Ismail ở Iran hay không, họ có làm hay không, thì Israel lại đứng lên và tuyên bố rằng chúng tôi đã tiêu diệt thủ lĩnh Mohammed Deif của Hamas vào 2 tuần trước. Thế thành ra là đến hiện tại, một trong hai ông thủ lĩnh quan trọng nhất của Hamas đã bị tiêu diệt ở Gaza và một người khác thì bị tiêu diệt ở Iran. Thay vì nhận trách nhiệm vụ ở Iran thì Israel lại chọc tức kẻ thù bằng cách không nói là nhận hay không, thay vào đó là nói một ông thủ lĩnh quan trọng hơn cũng đã bị tiêu diệt. Vậy thì bây giờ câu chuyện sẽ ra sao? Các bạn thấy là Iran bây giờ là quốc gia đau đầu nhất. Việc ông Ismail đến Iran là để tham gia lễ nhậm chức tổng thống của Iran, chúc mừng cho tổng thống Iran. Thế mà ngay tại phòng ngủ dành cho lãnh đạo cấp cao của chính phủ Iran, mà Israel lại có thể sử dụng tên lửa dẫn đường bắn chính xác vào phòng ngủ khiến ông Ismail thiệt mạng, thì Iran phải làm sao? Cái đầu tiên là ông Ismail đến Iran với vai trò là một vị khách, mà khách đến nhà lại bị sát hại ngay tại nhà mình thì đó là cái khiến chủ nhà rất mất mặt. Cái thứ hai là khách bị tấn công bằng tên lửa hành trình bắn từ một quốc gia khác, thế thì lại cho thấy hệ thống phòng thủ của Iran có vấn đề. Và tệ hơn nữa là vụ tấn công đó lại được thực hiện ngay vào khách sạn Iran, nơi dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao và được bảo vệ nghiêm ngặt.
chứ không phải tấn công ở một nơi đồng quê hẻo lánh hay hải đảo xa xôi nào. Điều đó lại càng làm bẽ mặt Iran hơn. Có thể nói là Israel đã đưa Iran vào một tình thế vô cùng khó xử. Nếu họ không có một cuộc trả thù đủ tầm, thì thứ nhất là về cộng đồng quốc tế sẽ nhìn vào đánh giá sức mạnh thật sự của họ, liệu Iran có thật sự mạnh không mà để khách đến nhà bị tấn công ngay tại trung tâm đầu não như vậy. Thứ hai là người dân sẽ nghĩ sao khi mà ông Tổng thống vừa mới nhậm chức, giờ nếu không có một cuộc trả đũa tương xứng để người dân thất vọng thì liệu cái ghế của ông ấy có giữ được không? Vừa mới lên chức đã phải đưa ra lựa chọn, có thể nói là đau đầu nhất trong cả nhiệm kỳ Tổng thống. Thứ ba là chính đồng minh dưới quyền như Hamas, Houthi và Hezbollah sẽ nghĩ sao về người anh cả của mình? Thủ lĩnh của chúng em đến nhà anh may để bị bắn thiệt mạng, thì liệu anh có đủ mạnh để dẫn dắt chúng em hay không? Chúng em có nên tin anh hay không? Thế nhưng nếu muốn tỏ ra mình mạnh mẽ thì Iran buộc phải có một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Và hai ông này thì có thể nói là mạnh top đầu Trung Đông. Iran mà chiến tranh toàn diện với Israel thì thiệt hại sẽ là không thể xem thường, đặc biệt khi cả hai ông đều được đồn là có vũ khí hạt nhân. Mà khả năng tin đồn này rất cao là sự thật rồi. Mà kể cả không dùng đến vũ khí hạt nhân thì với sức mạnh quân sự của hai quốc gia, thiệt hại chắc chắn là rất khủng khiếp. Hai đất nước có thể sẽ chẳng còn gì ngoài cát bụi sau chiến tranh. Và là một nhà lãnh đạo đất nước thì Tổng thống Iran hiểu rằng dính vào một cuộc chiến toàn diện là điều cực kỳ nghiêm trọng, có thể mất cả đất nước chứ chẳng đùa. Nếu là chiến tranh ủy nhiệm hay mang quân đi xâm lược thì còn đỡ, vì chỉ mất tiền bạc, vũ khí, mất binh lính thôi. Nếu chiến tranh với Israel thì không chỉ thiệt hại những cái đã kể trên, mà Iran thậm chí còn bị Israel phá hủy nghiêm trọng. Nên là phải thật sự cân nhắc chứ không phải thích là chơi. Và các bạn thấy rồi, mới chỉ cách đây 3 tháng trước Iran cũng đã phải đứng giữa lựa chọn như vậy. Và chúng ta thấy họ đã lựa chọn không chiến tranh. Họ đã tấn công Israel để trả thù cho hai vị tướng, nhưng mà chỉ tấn công kiểu là bắn cho có, để Israel có thể đánh chặn và không thiệt hại, rồi mọi chuyện qua đi. Nhưng mà lần này họ có làm như vậy được nữa không, khi vấn đề đã phức tạp hơn rất nhiều. Tên lửa Israel đã bắn đồng minh của họ ngay trong nhà họ, thật sự rất phức tạp. Hiện nay thì đồng minh của Iran là Hezbollah đã sẵn sàng chiến đấu rồi, vũ khí đã được di chuyển, người dân thì được đưa đến nơi an toàn, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ lúc nào Israel tấn công. Mà đồng minh đã sẵn sàng như vậy, Iran lại không làm gì thì cũng khó chấp nhận với vai trò là anh cả. Hiện nay thì Iran có hai động thái, một là họ ra lệnh tấn công trực tiếp với Israel, nhưng vấn đề là tấn công thật sự hay là tấn công hình thức như cuối tháng 4 thì chúng ta chưa biết. Còn hành động thứ hai là Iran lại gửi thư kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp khẩn lên án hành vi của Israel. Cuộc họp đã được tổ chức ngay sau đó, nhưng mà cơ bản không mang lại kết quả gì đặc biệt. Đa phần các quốc gia đều tỏ ra quan ngại và kêu gọi các bên hãy kiềm chế, đừng để bùng nổ chiến tranh. Chúng ta thấy là nếu muốn tấn công thì Iran có thể tấn công ngay mà không cần phải kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án. Nhưng họ đã chọn cách kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế thông qua Liên Hợp Quốc. Điều đó cho thấy có thể Iran đang tính những phương án tránh chiến tranh, nhưng mà vẫn phải cố giữ thể diện cho mình. Nếu chiến tranh nổ ra thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng Mỹ không muốn chiến tranh, mong các bên đừng làm leo thang căng thẳng. Nhưng mà nếu chiến tranh xảy ra thật thì Mỹ sẽ bảo vệ Israel như đã cam kết. Và Mỹ tham gia thì đương nhiên là đồng minh NATO cũng tham gia. Thế nên Iran mà thật sự muốn chiến tranh toàn diện với Israel thì họ sẽ không đơn giản chỉ là đối mặt với mình Israel. Còn nếu điều đó xảy ra thật thì gần như là khởi đầu Thế chiến thứ 3 rồi. Dù sao thì mình vẫn mong cuộc chiến này sẽ không nổ ra. Hy vọng Iran có thể tìm được cách hiệu quả nhất, vừa tránh làm bùng nổ chiến tranh nhưng vẫn giữ được thể diện và giữ được sự tôn trọng của các đồng minh. Các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.